Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 77. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phát tiếng hướng cùng Đức Chúa Trời, Ngài ắt sẽ lắng tai nghe. Trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa, ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi. Linh hồn tôi không chịu an ủi, tôi nhớ đến Đức Chúa Trời bèn bồn chồn, than thở và thần linh tôi sờn mỏi. Chúa giữ mí mắt tôi mở ra, tôi bị bối rối không nói được. Tôi suy nghĩ về ngày xưa, về các năm đã qua. Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi suy gẫm trong lòng tôi, và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Chúa há sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài há chẳng còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ Ngài há dứt đến mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao? Đức Chúa Trời há quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài há có khép lòng thương xót ư? Tôi bèn nói, đây là tật nguyền tôi, nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chí Cao. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa, cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy gẫm những việc làm của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh, có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân sự Ngài, tức là con trai của Gia-cốp và của Giô-sép. Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa, các nước đã thấy Chúa bèn sợ, những vực sâu cũng rúng động. Các mây đổ ra nước, bầu trời vang ra tiếng, và các tên Chúa bay đây đó. Tiếng sấm Chúa ở trong gió chốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh. Con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu bước Chúa không ai biết đến. Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên. Chương 10. Hỏi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Và Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách này: hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống. Nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì nói như vậy: chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là để đem Đấng Christ xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Grec không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Ê-sai có nói rằng: lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng?
Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nhưng tôi hỏi, có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Tôi lại hỏi, thế mà dân Israel chẳng biết chi hết sao? Môi-se đã nói rằng, ta sẽ dục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân, ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Lại Ê-sai nói cách bạo dạn rằng, những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta. Song về dân Israel thì rằng, ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Chương 5. Vả các vua Amorit ở bên kia sông Giô-đan về phía tây và các vua Canaan ở gần biển vừa hay rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho nước sông Giô-đan bày khô trước mặt dân Israel cho đến chừng đã đi qua khỏi, thì lòng họ kinh khiếp và nao sờn vì cớ dân Israel. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng, hãy sắm sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì lần thứ nhì cho dân Israel. Vậy, Giô-suê sắm sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì cho dân Israel tại trên gò A-ra-lốt. Này là cớ Giô-suê làm phép cắt bì cho họ. Các người nam trong dân chúng đã ra khỏi xứ Ai Cập, tức là các chiến sĩ, đều đã chết dọc đường trong đồng vắng sau khi ra khỏi xứ Ai Cập. Vả hết thảy dân chúng mà đã ra khỏi xứ Ai Cập đều có chịu phép cắt bì. Nhưng sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, người ta không có làm phép cắt bì cho một ai trong những người sinh ra dọc đường tại nơi đồng vắng, vì dân Israel đã đi trong đồng vắng 40 năm cho đến chừng cả dân sự đã bị chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra khỏi xứ Ai Cập mà không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có thề cùng chúng rằng sẽ chẳng cho họ thấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ họ ban cho chúng ta, tức là xứ đượm sữa và mật, và Ngài đã dấy lên con cháu của họ mà thế vào chỗ ấy. Là con cháu này mà Giô-suê làm phép cắt bì cho, vì chúng nó không có chịu phép cắt bì dọc đường. Khi người ta làm phép cắt bì cho hết thảy dân sự xong rồi, thì họ ở lại chỗ mình trong trại quân cho đến chừng nào lành. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng, ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ai Cập, nên người ta gọi chỗ ấy là Ginh-ganh cho đến ngày nay. Dân Israel đóng trại tại Ginh-ganh trong đồng bằng Jericho và giữ lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng này vào lối chiều tối. Ngày sau lễ vượt qua, chính ngày đó, dân sự ăn thổ sản của xứ, bánh không men và hột rang. Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ thì đến sáng mai mana hết. Vậy dân Israel không có mana nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Canaan. Sải khi Giô-suê ở gần Jericho, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng, ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp, không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất lại và hỏi rằng, Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng, hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy. Chương 6. Vả Jericho đã đóng cửa mình cách nghiêm ngặt trước mặt dân Israel, không người nào vào ra. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng, kìa, ta đã phó Jericho, vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận, phải làm như vậy trong 6 ngày. 7 thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước, cầm 7 cái kèn tiếng vang. Nhưng qua ngày thứ 7, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành 7 bận, và 7 thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống,
rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình. Vậy Giô-suê, con trai của Nun, gọi những thầy tế lễ mà nói rằng: hãy khiêng hòm giao ước, và bảy thầy tế lễ phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va, cầm bảy cái kèn tiếng vang. Người lại nói cùng dân sự rằng: hãy đi vòng xung quanh thành, và những người cầm binh khí phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va. Khi Giô-suê đã nói cùng dân sự xong rồi, bảy thầy tế lễ cầm bảy cây kèn tiếng vang ở trước mặt Đức Giê-hô-va, vừa đi tới vừa thổi kèn, còn hòm của Đức Giê-hô-va theo sau. Các người cầm binh khí đi trước những thầy tế lễ thổi kèn, còn đạo hậu đi theo sau hòm. Người ta vừa đi vừa thổi kèn. Vả Giô-suê có truyền lệnh cho dân sự rằng: các ngươi chớ la, chớ có nghe tiếng nói mình, chớ có một lời chi ra khỏi miệng các ngươi, cho đến ngày nào ta biểu rằng hãy la lên, bây giờ các ngươi sẽ la. Hòm của Đức Giê-hô-va đi vòng chung quanh thành một bận, rồi chúng vào trại quân và ngủ đêm tại đó. Giô-suê dậy sớm và những thầy tế lễ khiêng hòm của Đức Giê-hô-va. Bảy thầy tế lễ cứ đi trước hòm của Đức Giê-hô-va, cầm bảy cây kèn tiếng vang, vừa đi vừa thổi. Những người cầm binh khí đi trước họ, còn đạo hậu đi theo sau hòm của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ vừa đi vừa thổi kèn. Ngày thứ nhì, chúng đi một vòng chung quanh thành rồi trở về trại quân. Chúng làm như vậy trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy, các người đó dậy sớm, vừa tưng sáng và y như cách trước, đi chung quanh thành 7 lần. Chỉ nội ngày đó họ đi chung quanh thành 7 lần. Lần thứ bảy, những thầy tế lễ thổi kèn, thì Giô-suê nói cùng dân sự rằng hãy la lên, vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi. Cái thành và mọi vật ở trong sẽ bị phú dâng cho Đức Giê-hô-va như vật đáng diệt. Chỉ một mình Ra-háp là kỳ nữ với hết thảy người ở cùng nàng trong nhà sẽ được sống, vì nàng đã giấu sứ giả của chúng ta sai đến. Nhưng hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dâng diệt đi, vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Israel đáng bị diệt và gieo sự loạn lạc vào trong đó. Phàm bạc, vàng và hết thảy vật bằng đồng cùng bằng sắt đều sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Các vật đó sẽ nhập kho của Đức Giê-hô-va. Vậy dân sự la lên và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn bèn la lớn lên và vách thành liền ngã sập. Dân sự leo lên thành, mỗi người ngay trước mặt mình. Chúng lấy thành, đưa gươm qua diệt mọi vật ở trong thành, nào nam phụ lão ấu, cho đến bò, chiên và lừa. Bây giờ Giô-suê nói cùng hai người đã đi do thám sứ mà rằng: hãy vào trong nhà kỵ nữ, biểu nàng và mọi người thuộc về nàng đi ra, y như hai người đã thề cùng nàng. Vậy, hai người trai trẻ đã đi do thám sứ, bèn vào biểu Ra-háp, cha mẹ nàng, anh em và mọi vật chi thuộc về nàng đi ra. Hai người đem hết thảy gia quyến nàng ra và để ở ngoài trại quân Israel. Đoạn, chúng phóng hỏa cái thành và mọi vật ở trong, chỉ để bạc, vàng và món chi bằng đồng, bằng sắt nhập vào kho của đền Đức Giê-hô-va. Vậy, Giô-suê bảo tồn sự sống của Ra-háp là kỵ nữ, luôn nội nhà của cha nàng và mọi vật chi thuộc về nàng. Nàng ở giữa Israel cho đến ngày nay, vì nàng có dấu sứ giả mà Giô-suê đã sai do thám Jericho. Bây giờ, Giô-suê phát thề rằng: phàm ai chổi lên xây lại thành Jericho này sẽ bị rủa sả trước mặt Đức Giê-hô-va. Đặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết. Dựng cửa nó lại, tất con út mình phải chết. Vậy, Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-suê và danh tiếng người đồn khắp trong xứ. Chương 7. Song dân Israel có phạm một tội về vật đáng diệt, vì A-can, con trai của Cạc-mi, cháu của Sáp-đi, chắc của Sê-rách về chi phái Giu-đa, có lấy vật đáng diệt, và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Israel. Ở Jericho, Giô-suê sai người đến thành A-hi gần Bết-a-ven về phía đông Bê-tên và truyền lệnh này rằng: hãy đi lên do thám sứ. Vậy,
các người ấy đi lên do thám thành Ahi, đoạn trở về cùng Giô-suê mà rằng: lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó, nhưng hãy cho chừng vài ba ngàn người đi lên đó mà đánh thành Ahi, chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó, vì người Ahi ít quá. Vậy có chừng ba ngàn người đi lên đó, nhưng họ chạy trốn trước mặt người Ahi. Người Ahi giết chừng 36 người, rượt theo họ từ cửa thành cho đến Shebarim và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước. Giô-suê bèn xé áo mình. Rồi người và các trưởng lão Israel sấp mặt xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và vãi bụi đất trên đầu mình. Giô-suê nói: ôi Chúa Giê-hô-va, sao Ngài đem dân này qua sông Giô-đanh đặng phó chúng tôi vào tay dân Amorít mà làm cho diệt đi? Ôi, chớ chi chúng tôi chọn phần ở lại bên kia sông Giô-đanh. Than ôi, hỡi Chúa, sau khi Israel đã xây lưng trước mặt kẻ thù nghịch mình, tôi còn nói làm sao? Dân Canaan và cả dân ở xứ này sẽ hay điều đó sẽ vây chúng tôi và diệt danh chúng tôi khỏi đất. Rồi Chúa sẽ làm sao cho danh lớn Chúa? Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: hãy đứng dậy. Sao ngươi sấp mặt xuống đất như vậy? Israel có phạm tội. Chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó làm dối trá và để trong bao mình. Bởi cớ đó, dân Israel không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, phải xây lưng trước mặt chúng nó, vì Israel đã trở nên kẻ bị rủa sả. Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa. Hãy đứng dậy làm cho dân sự nên thánh và hãy nói rằng: các ngươi khá làm cho mình nên thánh về ngày mai, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Hỡi Israel, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi, ngươi không thấy chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy. Vậy sáng mai các ngươi sẽ đi đến gần từng chi phái. Chi phái nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng họ hàng. Họ hàng nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng nhà. Nhà nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng người. Người nào bị chỉ ra là kẻ có của đáng diệt đó sẽ bị thiêu nơi lửa cùng các món thuộc về người, vì người đã bội giao ước của Đức Giê-hô-va và phạm sự xấu hổ trong Israel. Vậy Giô-suê dậy sớm, biểu Israel đến gần từng chi phái, và chi phái Giu-đa bị chỉ ra. Đoạn người biểu các họ hàng Giu-đa đến gần, và họ hàng Xê-rách bị chỉ ra. Đoạn người biểu họ hàng Xê-rách lại gần từng gia trưởng, và Sáp-đi bị chỉ ra. Người biểu nhà Sáp-đi đến gần từng người, thì A-can con trai của Cạc-mi, cháu của Sáp-đi, chắc của Xê-rách về chi phái Giu-đa bị chỉ ra. Giô-suê bèn nói cùng A-can rằng: hỡi con, xin hãy tôn vinh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel và ngợi khen Ngài. Hãy thú thật cho ta điều con đã làm, chớ giấu chút nào. A-can thưa cùng Giô-suê rằng: phải, tôi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, và này là điều tôi đã làm. Tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Shinea tốt đẹp, 200 siết lơ bạc và một nén vàng nặng 50 siết lơ. Tôi tham muốn các món đó và lấy nó. Kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới. Giô-suê bèn sai người chạy đến trại, thấy áo choàng giấu tại đó và bạc thì ở dưới. Họ lấy các vật đó giữa trại, đem về cho Giô-suê và cho hết thảy dân Israel, rồi để trước mặt Đức Giê-hô-va. Bây giờ Giô-suê và cả Israel bắt A-can con cháu Xê-rách, cùng lấy bạc, áo choàng, nén vàng, con trai con gái của người, bò lừa, chiên trại và mọi vật chi thuộc về người mà dẫn đến trong trũng A-cô. Giô-suê nói: sao ngươi có khuấy rối chúng ta? Đức Giê-hô-va chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Israel ném đá người, họ thiêu các người ấy trong lửa và lấy đá lấp chúng nó lại. Kế ấy, chúng chất trên thây người một đống đá lớn hãy còn cho đến ngày nay.
Đức Giê-hô-va bèn nguôi cơn thạnh nộ Ngài. Bởi cớ đó, người ta gọi chỗ này là A-cô cho đến ngày nay. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết. Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Quýt, Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.